Xin chào các chị em, hôm nay em sẽ hướng dẫn các chị em đầu tiên trong spa đó là cách rung nhún và cách khởi động trong suốt thời gian trước khi chúng ta tập, thì chúng ta khởi động để cho nó được thả lỏng cái khớp cùng chân và nó không bị mỏi gối. Khởi động em muốn luôn vào bài hôm nay là có bốn phần, đó là rung nhún, bật và khởi động. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu nhập môn thì chúng ta nên học luôn chung xuống, bật lên, chung xuống, bật lên. Mới đầu thì mình làm hai chân, sau đó mình sẽ làm từng chân một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và các chị lưu ý nhá, lưng thẳng nhá, lưng thẳng, vai thẳng và bụng hơi hóp một chút ạ. À, chúng ta chỉ chùm chân xuống thôi ạ, chùm chân xuống và bật lên, đấy gọi là nhún. À, đấy là em vừa nhún hai chân, bây giờ chúng ta nhún một chân một nào. Bắt đầu từ chân phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là động tác nhún ạ. Động tác thứ hai là động tác ta cũng rung vào chân. Lúc nãy mình đã có nhún rồi, bây giờ mình chỉ cài rung vào thôi ạ. Thì trước tiên ta cũng làm bằng hai chân. Khi em kiễng lên em có thùng gối xuống chính là nhún này, nhún này, kiễng lên, rung, rung, hạ. Mới đầu mình cũng làm hai chân, sau đó mình làm từng chân một ạ. Bắt đầu một này, rung, rung, hạ. 2, rung, rung, hạ. 3, rung, rung, hạ. 4, rung, rung, hạ. 5, rung, rung, hạ. 6, rung, rung, hạ. 7, rung, rung, hạ. 8, rung, rung, hạ. Bây giờ ta làm từng chân một, kiễng chân phải đây này, rung, rung, hạ. Sau đó kiễng chân trái, rung, rung, hạ. Bây giờ mình làm đồng thời hai chân, còn hai ta bắt đầu vào, rung, rung, hạ, rung, rung, hạ, rung, rung, hạ, rung, rung, hạ. Khi mà các chị hạ, các chị không cần đặt hẳn xuống mặt đất, bởi vì chân mình đã khỏe rồi. Còn lúc nãy mình đặt xuống đất, bởi vì là chân mình mới tập, mình chỉ được tập được như thế rồi. Thế bây giờ dần dần mình sẽ nhấc dần chân lên khỏi mặt đất để mình không chạm xuống đất nữa. Rung, rung, hạ. Hai chân mình luân chuyển nhau và mình không hạ xuống mặt đất. Mình rung dần dần lên, mình rung, 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 rung như này lên. Đấy, rung, rung như này. Rung, rung hạ thế. Bây giờ em nói về cái bật này. Bật thì nó sẽ khác là khi mình nhảy bật cao lên, cái bước nhảy nó mạnh mẽ, thoáng chân, rất là đẹp. Ta bắt được bật này, đeo chân lên dễ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy gọi là động tác bật. Em đi nốt ra động tác cuối cùng là động tác khởi động. Ta đi búng nước về bên phải, sau đó ta đi búng nước về bên trái. Bắt đầu lên trùng xuống này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có thể cái tay theo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là bước khởi động. Bây giờ em đi theo kiểu nhảy nha, nó sẽ kèm đúng luôn vào này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái gót chân của em có thật dày nhá, thật dày đấy, có độ rung vào này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước khởi động của em đấy là đã bao gồm cả rung, nhún, bật. Em đứng theo chiều như thế này cho các chị mình dễ hơn nhá. Đầu tiên là mình học nhún nha. Bắt đầu này, hai chân mình nhún xuống này. Tay có thể đến này, tay có thể đúng không? Đều được. 1, 2, 3, bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhún từng chân một. 1,
2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ ta dùng hai chân nha. Kiễng chân lên, kiễng hai chân lên thì bắt đầu giật gì cái góc chân, người ta gọi là rung. Các chị nhớ là lưng thẳng, bụng hơi hóp, vai thẳng, không chéo, không vẹo. Ta chỉ có làm chân thôi. Kiễng hai chân lên này, chạm tạ vào rung ở góc chân này. Rung, 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 hạ. Kiễng lên, 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 rung, rung, hạ. Bây giờ em đi một chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước lên hướng dẫn về bật này. Bật thì bật nhất từng chân một, từng chân một. Bật này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các chị vẫn nhớ là lưng thẳng và hông một chén nha. Vai thẳng. Chỉ làm chân thôi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Đấy là bật nhá. Bây giờ em đi sang khởi động. Cái khởi động này thì nó bao gồm cả rung bốn bật trong đó. Và mình còn di chuyển nữa. Thế nên là để nó tạo độ linh hoạt cho chân thì mình phải tập từ từ. Đi sang phải một bước, sau đó đi sang trái một bước nha. Trùng xuống này. 1, trùng xuống. 2, trùng xuống. 3, trùng xuống. 4. Khi mình đi như thế này thì nó chưa có độ rung vào mà mình phải nhảy nó có độ rung. Chứ còn đi thì không thể có độ rung được. Tiếp tục sang bên trái này. 1, 2, 3, 4. Bây giờ em đi theo kiểu nhảy ra. 1, 2, 3, bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, các chị nhìn thấy chân em nó có độ rung và rung đúng là chuyện. Rung đúng là người ta đi thêm cái di chuyển. Thì các chị nên khởi động một bản nhạc trước khi mình tập vào các bước khác. Đấy, anh nhất là các chị mới thì nên tập nhiều rung đúng là chuyện. Rung đúng là và khởi động như thế này cực kỳ tốt để cho chúng ta bắt đầu vào cái môn sau này. Bây giờ em khởi động đã bao gồm luôn cả tung đúng đặt rồi. Em đi sang phải 4 nhịp, đi sang trái 4 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đầu tiên là mình đi đúng trước này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bắt đầu bật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bắt đầu khởi động. Sang trái và sang phải nha.5, 6, 7, 8. Đầu rung 1, 2,
3 4 5 6 7 8 một chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 tập 1 2 3 4 5 6 7 8 khởi động chân phải chân trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Khi mà các chị tập thì các chị cũng mở nhạc lên nhưng chưa cần phải đúng nhạc đâu ạ, để em đi động khởi động. Hết năm.